Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn bài phân tích và bình luận nhanh về ván đánh trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 12 của giải cờ tướng rắc bên trái mùa giải mới năm 2021. Tứ thành thủ Tuân Hạo cờ mền đỏ đi tiên và ngoại tinh lấy khách Vương Thiết cờ mền đen. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trong ván đấu này thì bên đỏ tiến thủ lập tức triển khai thế trận ngay bằng phần cờ phát triển bên 7-1. Bên đen vương pháo 2-3. Bên tiên chuyển pháo đầu và tiếp theo tình huống cờ tự 3-5 đến từ ngoại tinh lấy khách. Mã 8-9 và bên đen tiếp theo có hai biến chính, một là biến hóa nhất quanh xe, đây không phải là biến hóa trong thực chiến của vương. Các bạn sẽ cùng đón xem tình huống xử lý trong chính cục. Bên đen cho phát triển mã ngay. Bên tiên mã 2-3. Binh 7-1. Xe 1-2 và tiếp theo tình huống cờ ra xe. Bên tiên xe 9-8 và bên đen tiếp theo cho phương án cờ nhấc xích qua. Xích 4-5. Ngoài bên trên thì bên đen có cách khác để xử lý cũng rất hay là phương án cờ tiền pháo phong xa. Các bạn sẽ cùng đón xem trong thực chiến của trận cờ, lựa chọn đến từ bên đen là phần cờ xích 4-5 ngay. Xe 2-4 và bên đen của vương lập tức anh bình pháo qua biên để mời đầu xe. Trong thực chiến của trận cờ, lựa chọn đến từ bên tiên không phải là tình huống cờ chạy xe đi mà anh đấu xe ngay. Bên đen cho thoái mã về. Và sau khi bên đen của vương thoái mã về thì bên đỏ có thời cơ dùng pháo để vật tốt đầu ngay. Vương mã 2-4 đuổi pháo. Pháo chạy qua đường 2 và tiếp theo là tình huống cờ mã 4-5 vút mã tấn công đến từ ngoại tinh lấy khách. Binh 5-1. Bên đen mã 5-6 ngay, đang có thế đuổi quân. Và tiếp theo thì bên đỏ cho phát triển mã 3-5. Ngoài bên trên thì bên tiên có thể phát triển hình cờ khác như biến hóa tự 3-5. Các bạn sẽ cùng đón xem cho thực chiến của trận cờ được chọn đến từ bên tiên của Tuân Hạo là phần cờ phát triển mã ngay. Bên đen, binh 3-1. Một tình huống cờ rất hay đến từ ngoại tinh lấy khách, phần cờ phế tốt, để về sau có thời cơ chuyển và bắt đầu tấn công trung lộ. Sau khi bên đen cho tự ăn tốt thì bên đỏ có hai biến chính, một là biến hóa trong thực chiến là phần cờ xị 6-5, đây không phải biến hay. Ngoài biến trên thì bên đỏ có thể bình con pháo qua, trung lộ có phần tốt hơn, vừa có thể phòng thủ vừa mở mặt xe. Khi đó bên đen có chuyển pháo qua tấn công thì có thể nhấc con xe qua để phòng thủ ngay. Các bạn sẽ cùng đón xem cho thử chiến quyền cờ lựa chọn đến từ bên tiên là phần cờ nhấc xích qua. Bên đen vương pháo 9-5 tấn công điểm mã. Bên đỏ đã phải mất nhịp thoái mã về và bên đen tiếp theo vương đi tình huống cờ xe 1-4 ngay, ra xe, lộ đẹp. Bên tiên tiếp theo cho phương án cờ nhấc con pháo 5-2 để đuổi mã của bên đen. Ngoài bên trên thì bên đỏ có thể phát triển hình cờ khác là phần cờ tiến binh biên mang tính chất phát triển tầm xa, để về sau có thời cơ có thể phản con pháo 8-5 vào trung lộ để phòng thủ trung tâm. Các bạn sẽ cùng đón xem cho thực chiến của trận cờ lựa chọn nhấc pháo qua về sau để cho bên khai thác rất mạnh. Vương xe 4-5 vừa bắt tốt vừa chay đường công đến từ bên tiên. Bên đỏ tiếp theo thì lựa chọn biến hóa mã 4-2. Ngoài bên trên các bạn thấy thêm bên tiên cầm binh 5-1 thì sao? Khi đó bên tiên của vương hoàn toàn có thể tách tướng qua để đe dọa sát cục ngay, một hình cờ rất khó đi dành cho bên đỏ trong bối cảnh trên. Bên tiên có treo tượng qua để chay đường thì lập tức bị bên đen dùng con pháo vật qua ngay, một hình cờ đại ưu thế dành cho ngoại tinh lấy khách. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến đến từ bên tiên là phần cờ mã 1-2. Bên đen vương bình tướng quân lộ 4 đe dọa sát cục. Bên tiên tự 7-5 và trong bối cảnh này thì bên đen lập tức tung chiêu bằng phần cờ mã 6-5 ngay để đoạt tượng của bên tiên. Ngoài bên trên các bạn thấy thêm bên đen cầm pháo bật tượng thì sao? Khi đó sẽ không hay bởi bên đỏ có tình huống cờ tự 3-5. Mã chém tượng thì có tình huống cờ bình xe qua để mời đầu ngay. Với cờ như trên thì rõ ràng là bên đen sẽ không hay bởi có bay mã qua thì bên tiên vẫn còn đó tình huống cờ thoái mã về để che đường.
Các bạn sẽ cùng đón xem trong thực chiến của trận cờ, lựa chọn đến từ bên đen của Vương là phương án cờ mã 6-5 để chém tượng. Bên tiên tượng 3-5. Vương tiếp tục dùng pháo để vật cây. Một hình cờ rất khó chơi dành cho bên tiên. Trong thực chiến thì tôi đã hạ anh cho thoái sĩ về. Ngoài ra có vách sĩ qua, các bạn thấy ngay là phá bật mã ngay. Trong thực chiến của trận cờ, lựa chọn đến từ bên tiên là phương án cờ hạ sĩ về và bên đen của Vương nhẹ nhàng anh cho bình xe chém tốt. Bên đỏ bình pháo qua biên mở đường xe và bên đen đi tiếp phương án cờ pháo 3-5 tạo nên một thế tấn công cực mạnh ở trung lộ. Và chỉ sau hình cờ trên thì bên đỏ cảm thấy không thể phòng thủ thành công. Tôn Lân Hạo đã buông cờ xin thua trong đấu trên. Như vậy kênh học của Tuấn Lai vừa gửi tới các bạn bài phân tích và bình luận nhanh về bàn đấu trên để trong khuôn khổ vòng thiêu thứ 12 của giải cúp bóng tái mùa giải năm 2021. Sau đây xin kính mời các bạn cùng nhau xem lại một lần nữa toàn bộ diễn biến về bàn đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Chứ将军。